Hai đứa đi thi là có vui không tụi con? Dạ không. Dạ không hả? Bạn con bị người yêu bỏ nên con rủ nó đi thi. Cái gì vậy? Đứa nào nó bỏ con nữa tôi nghe coi. Dạ bạn ấy bị người yêu bỏ phải con? Con lên đây con tưởng mua lên đây để vui, mà lên thấy chú Giang cái con buồn thêm. Sao vậy? Nghĩa cổ con tên Giang. Cái em thấy anh Huy mùa này còn được làm MC nên là em đăng ký. Còn được làm MC. Tao cần ta xuống ta hùng cái lấy tinh thần là diễn cho ngon không? Dạ, nếu được thì tốt quá. Chị bán gì vậy? Em bán bánh mì ạ. Dạo này bán mì chắc bán khá lắm hả? Bán khá mà bây giờ Điền Quân ra xe bánh mì nữa cái ế rồi. Cặp về Điền Quân. Rồi thôi, cảm ơn hai bạn đến với chương trình. Hả? Hả? Chưa mà. Ủa hết giờ rồi hả? Xin mời thí sinh Xuân Thạnh ạ. Cười miễn chi cho đến cười khoái chí. Tôi sẽ chiến thắng vang dội khi một trong hai danh hài tươi cười. Dạ con chào chú Tấn Thành. Dạ chào chú Trường Giang. Chào anh Ngô Kiến Hy và tất cả quý vị khán giả trên trường quay. Con 17 tuổi, con đến từ Quảng Nam. 17 tuổi hả? Dạ. Trời đất ơi, trẻ măng rồi trời. Dạ con là Hoàng Hà, con đang học ở trường Hòa Văn ở Đà Nẵng. Mấy tuổi? Dạ con 17. Trời ơi, hãy đi học chung lớp. Dạ không, tụi con bạn cũ. Bạn thôi đúng không? Dạ. Ở Quảng Nam ở chỗ nào? Dạ con ở Điện Bàn. Rồi, hôm nay là hai đứa thi với nhau đúng không? Có hỗ trợ nhau đúng không? Dạ. Rồi. Hai đứa đi thi là có vui không tụi con? Dạ không. Dạ không hả? Thích trả lời ông luôn. Dạ bạn con bị người yêu bỏ nên con rủ nó đi thi. Cái gì vậy? Đứa nào nó bỏ con nữa tôi nghe coi. Dạ bạn ấy bị người yêu bỏ phải con? Đây bị người yêu bỏ nên này thấy buồn quá rác đi thi chung. Tại sao nó bỏ em vậy? Kể nghe coi. Dạ chuyện dài lắm chú. Kể ngắn lại nghe coi. Đầu đuôi sao kể khúc giữa được rồi. Con lên đây con tưởng mua lên đây để vui, mà lên thấy chú Giang cái con buồn thêm. Sao vậy? Nghĩa cổ con tên Giang. Bây giờ người yêu cũ tên Giang nè, mà đã quá khứ quá đau buồn rồi, xóa bỏ. Anh giới thiệu chị Lê Giang mới cho em được không? Em chịu không? Siêu to khổng lồ à? Siêu to khổng lồ. Chuyện kể luôn đi. Kể đi, giấu làm gì ba cái chuyện này. Con thì tính con cũng kín lắm, nhưng mà chú hỏi thì con kể. Rồi. Thì cái chuyện của con nó buồn cho nên con xin ban tổ chức một cái bài nhạc buồn được không ạ? Trời ơi, kể nhạc buồn nó minh họa cho nhạc liền. Cho em miếng nhạc đượm buồn cho câu chuyện tình của bé. Con có một cô bạn gái. Con hát rồi đó. Em là ở bên điện nào? Dạ. Này Điện Bàn, em bên điện nào? Dạ em ở Đà Nẵng. Xưa ở chung chỗ gần. Không, ý anh hỏi em có bên điện Tâm Đồ không? Em đo chưa? Em đo chị em thấy em có bình thường hay không? Em kể cái chuyện gì kỳ vậy? Thi. Xin mời thí sinh Bùi Minh Chiến. Em thi rồi phải không? Dạ không, hồi em mới gặp anh với anh Thành ở Dòng Ai Dòng Ai á. Nhỏ mà hát dở thiệt dở đó. Hả? Taxi đó anh. Thôi, không còn buồn.
À nhớ rồi. Tập của anh Huy đó. Chính nhà ngươi. Có phải là mê anh Huy quá rồi tràn qua tới đây luôn không? Dạ anh Thành nói đúng rồi. Tại bữa đó em tập cái bài song ca với anh Huy quá trời luôn. Mà cái anh Huy không chọn em. Hãy nói những gì em đã sắp đặt từ vòng 1 tới bây giờ đi. Hai giờ rồi là một cái sự chiến thuật và tính toán rất là hợp lý của em. Ghê vậy trời. Tính sao nè? Em loại hết những gương mặt cộm cán. Nữ hát hay. Cộm cán. Để em tôn vinh ghê giọng ca. Ghê nha. Hả? Ghê. Chơi tôi nha. Và em tôn vinh giọng ca của em lên. Bằng cách? Em phải chọn người hát cỡ cỡ em. À. Ngang tầm em. Bé bảy. Bé bảy. Mắt bé bảy đúng không? À, bé bảy. À. Chúc mừng em. Cái em thấy anh Huy mùa này còn được làm MC nên là em đăng ký. Còn được làm MC. Để tôi có mấy người thi như thế nào. Tôi cần ta xuống ta hung cái lấy tinh thần là diễn cho ngon không? Dạ, nếu được thì tốt quá. Huy ơi, ta đề nghị nếu vượt qua được 2 triệu đồng tôi sẽ thân chinh xuống với mấy người. Dạ, yeah, thấy chưa? Người ta có giá của ta 2 triệu kìa. Anh Thành với anh Giang giúp em nha. Em thì phải gán mần ăn cho kỹ lưỡng đi rồi ta tạo điều kiện cho đôi trẻ đến với nhau. Ngang. Dạ. Ngang 2 triệu được cái hung là ngon à. Dạ. Giá bèo. Ôi à, anh đừng giá nữa chứ Thành. Em đầu 2 triệu chứ ai nói. Ôi dạ chết rồi. Em tự rao 2 triệu. Lại hú giá rồi. Giá rẻ bất ngờ. Rồi sẵn sàng chưa Chiến ơi? Dạ chưa, em chưa giới thiệu tên. Dạ. Em tên là Minh Chiến. Em 22 tuổi, em quê ở Sóc Trăng. Và em sống ở Sài Gòn. Cái nét này tên, nét vậy mà tên Minh Chiến ha. Dạ thôi, bữa đi casting chú bảo vệ hỏi ủa sao tên Minh Chiến kỳ vậy, chú kêu đổi tên Đình Chiến đi. Ừ có gì. Lát ra rủ chú bảo vệ vô thi luôn được không? Dạ. Dạ, chơi luôn anh. Trời, sao nhanh vậy? Rồi, xin mời thí sinh Dương Thị Thảo. Dạ, em chào anh Thành, em chào anh Giang. Chào chị. Dạ, em chào anh Huy. À, chào tất cả các bạn có mặt buổi tối hôm nay. Dạ. Nhà mình khá giả không chị? Dạ không. À. Sao đeo vàng dữ vậy? Mua lên để trang trí. Chị bán gì vậy? Em bán bánh mì ạ. Dạo này bán mì chắc bán khá lắm hả? Bán mì ở đâu? Ở đâu? Bánh mì Nguyễn Đậu ngay trường học Hoàng Lưu á. Bán à. Khá mà bây giờ Điền Quân ra xe bánh mì nữa cái ế rồi. Cặp bên Điền Quân luôn. À gần ngay ngã tư hả? Đúng rồi, gần đó đó. Là giờ phải cạnh tranh với ông Calamen. Không nổi. Không làm lời ông chị à. Chị bán nhiều ổ? Ổ 10.000. Ổng bán 12 mà, mình bán 10.000 mình ổng 12 15 mình 10.000 được mà. Em bán chả cá, ổng bán mì thịt. Chả cá ngon mà. Vậy là bây giờ mình phải vô đi, lấy lại tiền của Calamen. Đúng không? Nói chung là em lên đây cũng quyết tâm nha. Cũng vì anh Thành em mới lên đây. Sao vậy? Tựa có mối quan hệ anh Thành quá. Ráng lấy tiền đi để mình lấy lại vốn. Mình mở cái xe bự hơn bán phá giá cho tôi. Bây giờ vậy nè, nếu mình lấy được khoảng chừng 20 triệu á, mai mình làm một cái xe bánh mì đối diện Điền Quân Entertainment. Treo đèn LED. Đó, mình đặt cái tên là bánh mì Kerlager. Đúng không? Mình bán 3.000 một ổ. Xong bán nhà luôn. Có ai thi chung không? Những cái mình đeo là để lát mình diễn đúng không? Mấy cái vàng là lát mình diễn đúng không? Có, đeo vậy thôi chứ không có diễn. Ta có của ta đeo vậy thôi. Tại nãy chị nói là đeo trang trí thì tưởng đeo đi diễn. Đã có nói vàng thiệt hả? Thôi có thi không? Thi. Thôi để em đi xuống dưới cái anh ha. Dạ dạ, dạ chị xuống dưới đi ạ. Xuống dưới gặp thằng Tượng gần chút cho đã. À dạ dạ. Từ gặp không biết chuyện đâu rung đánh. Nãy giờ ngồi ngoài đánh như lắm luôn á. Ai đánh? Chồng đánh hả? À, tim đánh. À tim đập loạn xạ hả? Đập loạn xạ nha, bấm nguyệt hả nha. Hôm nay đi làm rồi chả cá ở nhà sao? Nghỉ bán. Nghỉ bán luôn. Thời gian 60 giây bắt đầu. Thành ơi, từ Cà Mau em nôn nao như sóng chào biển cả. Em ngã em nghiêng em bò em lết. Em tưởng em chết không còn được đến đây để gặp mặt anh
thần. Nóng tay cũng ơi. Bạn đã chiến thắng vang rồi. Thắng của chúng tôi đây, bạn thật là tài giỏi. Chúc mừng chị được 2 triệu đồng ạ. Nóng tay cũng ơi. Bà làm tôi quýnh theo bà luôn. Trời ơi. Hết hồn nãy tôi mừng tán cho mặt tôi không. Thương mà dễ gì tán. Trời ơi. Không lẽ mình làm vậy tới sáng ta. Bây giờ của chúng tôi chào đón thí sinh đầu tiên. Xin mời ạ. Trần Thanh Hậu. Cười miễn chi cho đến cười khoái chí. Sẽ chiến thắng vang rồi. Khi một trong hai danh hài tươi cười. Em là Thanh Hậu, năm nay em 22 tuổi. Công việc hiện tại em là dược sĩ. Dạ, em là Ngọc Anh, năm nay 21 tuổi. Em đang bán cơm ở nhà. Cơm đâu? Dạ, không chịu bán. Bị nó lôi đi chi vậy? Đây là khách coi em. Bạn diễn em là một bạn nam. Do là gần tới ngày trước đổi lịch nên là em phải... Khoan, cái gì? Em là khách của cô này. Đúng rồi, sát bên công ty em. Ngày nào em cũng ra ăn hết. Ông rảnh quá, ta đang bán cơm. Ông đi ăn cơm quán ta. Cái ông lôi luôn của mẹ bán cơm đi thi. Trời ơi trời. Mà sao em làm cái cách gì mà dụ được em theo vậy? Không, một cái tin nhắn thôi. Nhắn kêu là ý là bạn diễn bạn em diễn... kẹt nên là nhờ bạn ấy diễn phụ. Bà cũng mê trai nè. Đúng không? Thí dụ đi, người ta là khách hàng. Bà chủ bán cơm kêu bây giờ mày thi đi, mày tới đi ăn tao free cho mày. Thì nó có lý do đi. Còn đây khách hàng mà kêu ê bà bán cơm mà đừng nghỉ bán đi mà đi với tôi. Mà đi là sao? Em có bạn trai chưa? Ừ. Chưa. Đó. Hiểu. Diễn luôn nha anh. Ờ thi. Thời gian 60 giây bắt đầu. Dạ chào anh. Em sẵn sàng rồi, mình cưới thôi. Bữa nay ngày đầu mình gặp nhau mà. Ôi chết, em vội vàng quá. Mời em ngồi. Dạ. Hình như anh nghe em nói là em là diễn viên múa hả? Dạ đúng rồi. À vậy thì hay quá. Em có thể nào múa một bài cho em xem được không? Hay là mình múa ba lê đi. Em không biết múa ba lê. Chị múa nón lá. Em cũng không biết múa nón lá. Ủa vậy múa gì? Dạ em múa lân. Em là hồi xưa em học gì? Dạ em học bên diễn xuất anh. Học đâu? Tự nhiên là tôi thấy bà có nhịp. Dạ một lớp diễn xuất trong trường sân khấu. Trường sân khấu nào? Sân khấu điện ảnh 125 Cung Quỳnh. Học được sân khấu ra hả? Chứ bà đều quán cơm rồi, bà chậu chạo. Ồ, nhà em bán cơm mà. Nhưng mà không có cô bán cơm nào diễn như bà hết trơn á. Bán cơm chay. Bán cơm chay. Tụi ông hỏi về cơm mặn hay cơm chay. Học được sân khấu ra mà. Nhà em có ở quê quán ở Buôn Ma Thuột hay Đắk Lắk, Đắk Nông gì không? Dạ nhà em là gốc ở Hà Nam, còn đang sinh sống ở Quảng Ngãi. Quảng Ngãi à? Bây giờ này mới nói nè. Bà còn mê hơn ông này nè. Hả? Kêu bà đi thi bà mừng còn hơn là cái gì. Vậy em mới đi chứ. Rồi thôi, cảm ơn hai bạn đến với chương trình. Hả? Hả? Chưa mà. Ủa hết vừa rồi hả? Hết đâu mà hết. Thì 2 triệu, tao nói cảm ơn đến chương trình, tao đâu có đuổi về đâu. Tự mà làm gì đâu. Tự nhiên à. Nhạy cảm à. Thì tới đây tao cảm ơn. Tao cảm ơn, mình tới đây mình diễn vui chứ người ta cười 2 triệu. Ai đuổi gì ở đâu? Dạ. Đâu có nói gì đâu. Trời ơi, hồi nãy tôi không nói bạn tư nuốt sống ta rồi. À dạ, kỳ quá. Rồi. Tiếp anh ha. Từ để em... Khoan, giờ xác định lại đi đứa nào thi chính nha. Không đi thì đi rồi nhưng mà... Xác định lại thứ đứa nào thi chính nha. Chứ nãy giờ tôi thấy kèo hơi đổi rồi đó nha. Vâng. 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 Nó quyết định chứ đúng không? Dạ. Tự nhiên bán cơm cứ giờ chỉ huy ta luôn à. Nước ở dưới sông cũng có khi đầy khi cạn. Trăng ở trên trời cũng có khi mờ khi tỏ. Vậy mà sáu mùa đất nước trên hà rồi. Mùa nào Ngô Kiến Huy cũng nói có một câu không hề thay đổi. Nếu tháng chồng một các bạn sẽ được 2 triệu. Có 2 triệu đồng bạc mà nói hoài. Nó không tăng lên được lần nào.